Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin 18h30 chiều nay thứ Tư ngày 31 tháng 1 năm 2024 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên cùng với các tin tức thời sự được cập nhật. Ngày 30 tháng 1, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Giang. Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Tô Lâm đánh giá cao Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Giang đã nỗ lực đoàn kết, tập trung lãnh đạo chỉ đạo đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Đại tướng yêu cầu huyện Văn Giang tiếp tục phát triển công nghiệp thương mại dịch vụ gắn với đẩy mạnh đô thị hóa, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái, huy động nguồn lực đầu tư các dự án công trình trọng điểm, xây dựng các dự án đô thị chú trọng, gìn giữ, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa truyền thống của quê hương. Đại tướng Tô Lâm chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Văn Giang mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, năm mới thắng lợi mới. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh đã đi kiểm tra công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Sau khi kiểm tra công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại tuyến đường nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc cầu Rẽ - Ninh Bình, tuyến đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên kéo dài và tuyến quốc lộ 5, đồng chí Nguyễn Hùng Nam yêu cầu các sở ngành địa phương tiếp tục tập trung tối đa lực lượng, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội Xuân 2024, tập trung xử lý dứt điểm các điểm đen tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, rà soát để kịp thời thay thế bổ sung hệ thống biển báo giao thông và nghiên cứu đề xuất các giải pháp tổ chức giao thông tại các nút giao có tình hình trật tự an toàn giao thông phức tạp. Chỉ còn ít ngày nữa là sẽ kết thúc năm 2023 để đón chào năm mới 2024 với nhiều hy vọng mới. Cùng với các cấp, ban ngành của tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp đang thể hiện tinh thần trách nhiệm với người lao động thông qua nhiều hoạt động quan tâm, chăm lo ý nghĩa và thiết thực. Đến thời điểm hiện tại, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành kế hoạch thưởng Tết và thông báo rộng rãi đến đoàn viên công đoàn người lao động. Mỗi doanh nghiệp đơn vị đều tổ chức các chương trình vui Tết, đón xuân, tri ân người lao động dưới nhiều hình thức khác nhau như tổ chức gala cuối năm, trao quà, bốc thăm trúng thưởng, tặng vé xe, phiếu quà tặng với nhiều phần quà có giá trị như xe máy, tủ lạnh, máy giặt. Thông qua các hoạt động chăm lo Tết và phúc lợi của các doanh nghiệp sẽ góp phần gắn kết đoàn viên người lao động với tổ chức công đoàn, với doanh nghiệp, từ đó tạo động lực khí thế mới cho các phân xưởng nhà máy trong năm mới 2024 đang đến gần. Tiếp tục với các tin tức thời sự đáng chú ý. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có công điện yêu cầu không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan, lợi dụng hoạt động tâm linh nhằm trục lợi, không đốt đồ vàng mã tràn lan gây tốn kém lãng phí trong dịp Tết và lễ hội xuân 2024. Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với các bộ ngành và địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước để mạnh công tác tuyên truyền vận động, hướng dẫn các tổ chức tôn giáo cơ sở tín ngưỡng, người dân thực hiện tốt các quy định của pháp luật, tổ chức các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ tại các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo, nhất là các cơ sở thờ tự, không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan, biến tướng lệch chuẩn xã hội, không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan dân sao giải hạn, gọi hồn, cúng vong, trục vong, cúng oan gia trái chủ, phản văn hóa, trục lợi tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo. Năm nay, Ban tổ chức lễ hội khai ấn Đền Trần tỉnh Nam Định có nhiều cải tiến trong công tác tổ chức để đảm bảo an ninh trật tự, văn minh, tiết kiệm trong thời gian diễn ra lễ hội. Khác với những năm trước, năm nay, việc phát ấn sẽ không diễn ra cùng lúc với lễ khai ấn, mà chỉ bắt đầu từ 5 giờ sáng ngày rằm tháng Giêng, với nhiều bàn phát ấn được tổ chức thuận tiện cho người dân đến lễ. Lễ hội khai ấn Đền Trần Xuân Giáp Thìn năm 2024 sẽ được tổ chức từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 2 năm 2024, tức từ ngày 11 đến ngày 16 tháng Giêng. Trong đó, từ 5 giờ ngày 15 tháng Giêng, tổ chức phát ấn cho người đi lễ hội tại 3 địa điểm: nhà giải vũ, nhà trưng bày, đền Trung Hoa. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội vừa có văn bản về việc điều chỉnh tổ chức giao thông thí điểm làn đường cho xe đạp tuyến ven sông Tô Lịch, đoạn từ cầu Mọc đến cầu Yên Hòa. Thời gian thực hiện sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 2. Cụ thể, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông tuyến đường ven sông Tô Lịch đoạn từ cầu Mọc đến cầu Yên Hòa, từ đường dành cho người đi bộ thành đường ưu tiên cho xe đạp và người đi bộ, đường cho xe đạp và người đi bộ đi chung. Trong đó, đường cho xe đạp tổ chức giao thông hai chiều, chiều rộng 3 mét, bố trí phía sông Tô Lịch
đường đi bộ rộng 1 mét bố trí phía đường láng. Loại hình xe đạp được phép tham gia giao thông trên tuyến đường thí điểm là xe đạp di chuyển hoàn toàn bằng sức người. Các loại xe đạp điện không được phép đi vào. Trên tuyến bổ sung 6 trạm xe đạp công cộng gần các điểm dừng cho xe buýt. Một bé trai 12 tuổi ở Đà Nẵng nhập viện trong tình trạng bị thương rất nặng vì chơi pháo nổ. Bệnh viện Đà Nẵng cho biết bé trai bị đa chấn thương nặng, vỡ nhiều đoạn ruột non, thủng trực tràng vỡ bàng quang, dập nát tay trái, đùi trái, vỡ khung chậu trái do chơi pháo phát nổ. Các bác sĩ của nhiều chuyên khoa bệnh viện phối hợp xúc rửa vết thương, lấy ra nhiều dị vật, phẫu thuật vết thương bàn tay, vết thương vùng bẹn đùi, cắt bỏ ruột non vỡ và thủng, khâu trực tràng, khung bàng quang, làm hậu môn nhân tạo, cứu sống bệnh nhân. Hiện tại bệnh nhân tỉnh tiếp tục theo dõi và điều trị tích cực. Tuần trước, bệnh viện cũng đã tiếp nhận điều trị cho 3 ca chấn thương nghiêm trọng do pháo. Sáng nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Đào Văn Sáng, chú tại xã Phú Cường, thành phố Hưng Yên về tội danh giết người. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, khoảng 22 giờ ngày 2 tháng 9 năm 2023, Đào Văn Sáng đang ngồi uống bia với nhóm bạn tại quán bia ở thôn Tân Mỹ 2, xã Phú Cường, thì gặp anh L thường trú tại xã Hùng Cường đang uống bia tại quán. Trong lúc uống bia, giữa Sáng và anh L xảy ra mâu thuẫn. Trên đường về gặp lại anh L, Sáng đã dùng dao gấp đâm anh L trọng thương và tử vong. Hành vi của bị cáo thể hiện tính chất côn đồ, hung hãn, coi thường tính mạng của người khác. Tòa tuyên phạt bị cáo Sáng 19 năm tù, bồi thường cho gia đình bị hại 230 triệu đồng và cấp dưỡng 2 triệu 080 nghìn đồng một tháng cho con của anh L đến khi đủ 18 tuổi. Chương trình xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Con chip cấy não mang tên thần giao cách cảm từng gây ra nhiều ý kiến trái chiều của công ty Neuralink đã được thử nghiệm trên người thật. Trong bài viết đăng trên mạng xã hội X sáng 30 tháng 1 theo giờ Việt Nam, tỷ phú Elon Musk cho biết người đầu tiên được cấy chip não bởi Neuralink vào ngày 29 tháng 1 đang có sự phục hồi tốt. Kết quả ban đầu cho thấy khả năng phát hiện đột biến tế bào thần kinh đầy hứa hẹn. Tháng 5 năm ngoái, Neuralink đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA phê duyệt việc đưa chip vào não người, và tới tháng 9 cùng năm, công ty thông báo tuyển tình nguyện viên tham gia thử nghiệm. Neuralink được sáng lập năm 2016. Mục tiêu của công ty là phát triển thành công giao diện não máy tính để cho phép con người hợp nhất với trí tuệ nhân tạo AI trong tương lai. Sự phát triển chóng mặt của các thời đại máy tính đã dẫn đến hệ quả là một thế hệ học sinh Mỹ chỉ biết gõ bàn phím và nhắn tin. Tuy nhiên, bắt đầu từ năm nay, học sinh bang California của Mỹ đã được yêu cầu rèn luyện chữ viết tay. Một dự luật của bang California do cựu giáo viên tiểu học Sharon Quisinva đề xuất được thông qua vào tháng 10 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Theo đó, 2,6 triệu học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 trong lứa tuổi từ 6 tới 12 tuổi được các nhà trường hướng dẫn luyện chữ viết tay. Các chuyên gia cho biết, viết chữ bằng tay mang lại nhiều lợi ích, bao gồm việc thúc đẩy phát triển nhận thức, khả năng đọc hiểu và khả năng vận động của trẻ. Chữ viết tay được chú trọng trở lại trong bối cảnh nhiều chuyên gia lo ngại việc sử dụng bàn phím để thay thế sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển trí tuệ của học sinh. Ngoài ra, thế hệ học sinh mới không thể viết hoặc đọc trôi chảy các tài liệu lịch sử, những bức thư cũ hay công thức nấu ăn của gia đình. California là bang thứ 22 yêu cầu học sinh luyện chữ viết tay. Đây cũng là bang thứ 14 ban hành luật hướng dẫn viết chữ tay kể từ năm 2014. Từ đầu năm đến nay, 5 bang xem xét dự luật tương tự gồm Kentucky, Minnesota, New Jersey, Nevada và Wisconsin. Tây Ban Nha có rất nhiều điều thú vị thu hút du khách từ khắp mọi nơi trên thế giới ghé thăm mỗi năm. Nếu đến miền Bắc Tây Ban Nha vào dịp này, du khách sẽ có cơ hội cùng tham gia một trong những lễ hội cổ xưa nhất tại châu Âu, lễ hội đánh thức mùa xuân. Khoác lên mình bộ trang phục truyền thống Joan Dunab làm bằng da cừu, người dân làng Iturren và Zubiete sẽ cùng nhau diễu hành qua những con phố trong không khí nhộn nhịp hòa cùng tiếng chuông đồng rộn ràng. Năm nay thời tiết chuyển ấm sớm hơn mọi năm, nhưng điều đó không ảnh hưởng tới niềm vui của mọi người. Ngoài trang phục hóa trang truyền thống, người dân còn có thể tự may các trang phục hóa trang khác cho lễ hội. Đây là một trong những lễ hội cổ xưa nhất tại châu Âu, còn được lưu giữ tới ngày nay. Lễ hội được tổ chức thường niên vào đầu năm mới như một nghi thức để mang tới may mắn cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin 18h30 chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.